Đây là kết quả xử lý với bộ phận thông hành pháp đối với vườn anh Trổ, cầu K3, huyện Dương Châu, Tây Ninh. Đây là chuẩn bị còn khoảng 10 ngày nữa là thu hoạch nha các bạn. Các bạn thấy trái rất đều đẹp. Số trái bình quân một cây khoảng 35 trái. Hiện nay thì dính dịch bệnh nên giá nó cũng khá thấp, cũng ảnh hưởng phần nào với thu nhập. Có một trái chín sớm rụng rồi.